Tất cả các bạn nha, mình đang ở trong siêu thị các bạn. Chủ nhật lại đi siêu thị đây. Các bạn biết chưa? Bây giờ mình đang ở trong Co-op Mart các bạn ha. Đây là nước giặt Lít Hương Hoa, loại đậm đặc. Với cái nước giặt này thì họ không có đề là cửa trên hay cửa trước, nhưng mà mình đã từng sử dụng rồi. Cái này sử dụng cho cửa trên lẫn cửa trước đều được. Đặc biệt là sử dụng cho cửa trước thì nó không có tạo ra cái bọt quá nhiều các bạn ha. Đây là Lít Hương nước hoa đậm đặc. Thôi, cái hương nước hoa để qua một bên đi, nó không quan trọng. Nó quan trọng là xài cho cửa trước được mà không có bị lên bọt. Đó. Và giá như thế nào? Đấy. Đó, giá để cho mình cho các bạn xem giá nha. Ở đây là Lít nha các bạn, của công ty bột giặt Lít ha. Còn qua bên này là nước giặt Downy 2 trong 1. Mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi, cái việc mà 2 trong 1 thì thôi tùy cảm nhận của mỗi người. Nhưng cái quan trọng hơn hết là cái này sử dụng cho cửa trước được, mặc dù nó không có một chữ cửa trước nào hết. Cái hình thì để cho cửa trên nè các bạn. Cái hình ở đây thì để cho cửa trên, chứ còn không thấy cái hình nào của cửa trước hết. Nhưng mình đã sử dụng rồi, xài cho cửa trước rất là tốt. Tốt có nghĩa là nó không có tạo bọt, nó không có cái gây cái chuyện mà tràn bọt ha. Cái này của hãng Downy nha, dung tích của nó là 3,5 kg thì nó khoảng độ 3 lít các bạn ha. Rồi, nó có mùi nước biển xanh tươi gì nè, tươi mát gì đó ha. Còn cái chai nước giặt hương hoa hồng hoa gì đó ha thì là 3,6 kg, thì tương đương với 3 lít rưỡi ha. Thì giá hiện nay trong Co-op Mart đang bán, các mình cho các bạn xem, 109.000 đồng cho 3,6 kg ha, chưa được 30.000 nữa các bạn. Tức là cái giá gốc của nó là 193.000 đồng và giảm xuống còn 109.000 đồng. Như vậy nếu mình lấy là 30.000 đồng một ký thì là 90, đúng không? Đúng 30.000 đồng một ký. Còn anh chàng nước giặt Downy thì như thế nào? Giá gốc là 217.000 đồng, giảm còn 108.000 đồng cho một bình 3 kg. Ha, 3 kg tính ra cũng có chỉ là 33.000, 35.105, 36.000. Với mình giá này vô cùng hợp lý. Ồ, và điều dĩ nhiên mình phải lấy thôi các bạn ha. Cái cách này để mình tiết giảm chi phí để vẫn giữ cái giá giặt cho khách hàng là nó nằm ở những chỗ này đó các bạn. Bây giờ trong thời buổi bảo giá rồi các bạn phải không? Các bạn nghe nói xăng lên gì tùm lum tùm la đúng không? Rồi mấy bạn làm giặt ủi phải thuê mặt bằng, thuê nhà gì đó. Thì thay vì lên giá thì thôi mình chịu khó mình đi săn những cái này, mình về mình giữ nguyên giá cho khách hàng. Ui, cũng không quên lấy cái này nha các bạn. Chết rồi, xe hết chỗ các bạn ơi. Bây giờ lấy thêm sao ta? Chắc phải lấy chiếc xe khác. Rồi, chia sẻ với các bạn tí xíu nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Có nhu cầu thì cứ nhớ ghé với Giặt ủi Bảo Hỷ nha. 248 Phạm Ngũ Lão, phường 7 Gò Vấp nha.